Chào các bạn, trong video này thì mình sẽ đi hướng dẫn các bạn cách chúng ta chèn một cái nút hay một cái button trên cái bảng tính của các bạn để các bạn mở một cái báo cáo hay các bạn đơn giản là các bạn gọi đến một cái lệnh mà các bạn đã tạo trong Visual Basic. Thì trong video trước ấy, thì mình đã hướng dẫn các bạn chúng ta tạo hay là lọc cái thông tin cơ bản từ một cái bảng dữ liệu mà chúng ta có từ Excel. Thì cái bảng dữ liệu trong video trước thì ở đây mình không có lưu cái mà mình đã code trong cái bài trước. Thế nhưng trong bài này thì mình hướng dẫn các bạn là cách chúng ta gọi thôi. Thì ở đây các bạn ấn Alt F11 này để chúng ta mở một cái module. Thì ở đây có thể làm một cái sub đơn giản. Simple sub nhé. Đấy, ok. Thì cái thằng này đơn giản là trong video trước thì trong cái này các bạn đã thực hiện cái lệnh là các bạn hiển thị một cái báo cáo sử dụng cái đối tượng input box để các bạn hiển thị ra thông để cho người dùng nhập các thông tin vào và các bạn hiển thị ra ngoài màn hình sử dụng cái message box. Thì ở đây mình sẽ hiển thị một cái lệnh đơn giản thôi, msg box, ví dụ như là ở đây hiển thị là ví dụ đây là báo cáo nhé, cần hiển thị nhé. Đó. Đấy, nếu mà mình run cái thằng này lên này, thì đây nó hiện là đây cần báo cáo cần hiển thị. Thì cái việc của mình ấy là mình làm sao mình gọi được cái này thông qua một cái button. Đấy, thông qua một cái button mình đặt trong cái bảng tính. Thì để làm cái việc này ấy, thì các bạn vào cho mình cái tab developer này. Đó. Sau đó thì các bạn kích vào insert này cho mình. Đây có cái phần active control này. Thì mình không sử dụng cái bên trên này nhá, chúng ta sử dụng cái active control. Thì ở đây có một cái button ở đây, các bạn kích vào đây. Sau đó thì mình sẽ kéo ra đây. Đó. Đây là một cái nút. Rồi sau đó các bạn có thể kích chuột phải chọn property cho mình, nó hiện ra cái bảng property của cái nút này. Đấy, có cái button này. Ở đây các bạn có thể chỉnh sửa thông tin cái phần caption này chính là cái tên comment button 1 này. Các bạn có thể ở đây ví dụ như là open hoặc là mở. Đấy, mở báo cáo chẳng hạn. Đấy. Đó, đây là cái tên hiển thị, còn bên này cái name này nó giống như một cái ID. Đấy, các bạn lập trình các bạn biết là cái này nó giống như một cái ID. Thì ví dụ như là btn chẳng hạn, đây là open report đó, mình đổi tên thành như thế. Rồi tương tự thì các cái màu sắc các bạn có thể thiết lập ở đây thông qua các cái thuộc tính ở trong cái bảng này. Rồi mình tắt cái này đi. Rồi các bạn thấy là mình có một cái nút ở đây, thì các bạn thấy là để chỉnh sửa cái nút này này, chiều cao chiều rộng này này, thì các bạn phải ở chế độ design mode nhé. Nếu chúng ta tắt chế độ design mode đi thì coi như là chúng ta chỉ có thể thực hiện lệnh này thôi, tức là kích vào cái nút này thôi để thực hiện một cái lệnh nào đó. Chúng ta không chỉnh sửa được nữa, mà chúng ta muốn chỉnh sửa chúng ta lại phải kích vào design mode. Đấy. Thì mình chọn vào đây nó mới hở hiện này. Thế bây giờ các bạn lưu ý chế độ design mode của mình đang tích chọn nhá, mình kích đúp vào cái nút này. Đấy, thì các bạn thấy nó sẽ mở ra một cái này. Nó mở ra một cái hàm và nó có tên, đây các bạn thấy là btn open report chính là cái tên name của cái button mà mình vừa lúc nãy mình tạo, kèm theo đó gạch dưới click. Click này là một cái sự kiện khi mà người dùng người ta kích vào cái button này thì nó sẽ thực hiện cái hành động gì. Thì trên trong bên trong này, trong cái hàm này là mình sẽ thiết lập các hành động khi mà người dùng người ta click chuột. Đấy, thì ở đây mình thực hiện, mình gọi đến một cái hàm này hiển thị cái báo cáo ở đây thôi. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái call, sau đó chính là cái tên của cái hàm mà mình cần gọi, đây là simple sub. Đấy, nó đơn giản như thế thôi. Đấy, bây giờ mình quay lại cái thằng này. Rồi bây giờ mình tắt chế độ design mode đi, bây giờ mình kích vào đây. Đấy, thì các bạn thấy là nó sẽ gọi đến cái hàm, tức là nó sẽ hiển thị cái báo cáo lên. Thế tại vì ở đây là mình không lưu cái mà mình đã lập trình hướng dẫn cho các bạn ở video trước ấy. Các bạn nếu mà đã làm cái video trước thì các bạn có thể gọi đến cái hàm mà hiển thị cái báo cáo của cái bảng này của các bạn lên là ok. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.